À! Khổ như vậy sao không dùng An Chỉ Dương sớm hơn? Quá trễ rồi sếp ơi. Không, không trễ đâu. Dùng An Chỉ Dương, vài hộp là hết chỉ ngay. An Chỉ Vương được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên như cao chất cá, cao đơn quy, rutin, magie, curcumin dạng maniva, giúp tránh xa các biến chứng của bệnh trĩ. An Chỉ Dương, xua tan nỗi lo bệnh trĩ, táo bón. Đây đã có thêm An Chỉ Vương treo. An Chỉ Vương, xua tan nỗi lo bệnh trĩ táo bón, hiệu quả đã được chứng minh.